Nhiều người sẽ đặt câu hỏi là nếu tôi học chương trình này thì nó giải quyết được vấn đề gì cho tôi? Thì xin thưa các bạn rằng NLP là câu trả lời cho mọi thứ. Bởi vì chúng ta đều biết mọi thứ nó đều xuất phát từ bộ não của chúng ta. Trong khi đó NLP là ngành khoa học gì? Nghiên cứu về não bộ, nghiên cứu về hành vi con người. Và NLP đã được ví là cuốn cẩm nang về giúp chúng ta sử dụng bộ não. Vậy thì chương trình này được thiết kế để làm gì? Để giúp cho bạn thấu hiểu được bản thân mình và bạn sẽ thấu hiểu được người khác. Khi đã thấu hiểu được bản thân mình và thấu hiểu được mọi người, tất cả mọi người xung quanh kia, thì NLP lại tiếp tục trao cho bạn các cái công cụ để bạn giao tiếp, bạn kết nối, bạn gây ảnh hưởng với tất cả mọi người. Không dừng ở đó, chương trình này còn thiết kế để tiếp tục đưa cho bạn những công cụ quyền năng của NLP để giúp bạn thiết kế một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Làm sao để kế hoạch kinh doanh đó đảm bảo tính khả thi và hoàn thành 100%. Và công cụ này sẽ tiếp tục giúp cho các bạn những cái kỹ năng của một người huấn luyện viên. Nếu như bạn là một người lãnh đạo thì các cái công cụ coaching trong cái chương trình này sẽ giúp các bạn trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà huấn luyện để giúp nhân viên của mình, trong hệ thống kinh doanh của mình, trong cơ quan đơn vị của mình, trong doanh nghiệp của mình hoàn thành, biết cách hoàn thành 100% kế hoạch. Và bạn có biết không, cái thứ mà mọi người coi là khó nhất, đó là cái thứ không thể nhìn thấy được, đó là tư duy, là suy nghĩ, là cảm xúc, là những nỗi sợ hãi, là những cái sự thiếu tự tin. Thì các cái bộ công cụ coaching của NLP sẽ xóa và dỡ bỏ hoàn toàn những cái niềm tin vô cớ, những cái nỗi sợ vô cớ và những cái niềm tin giới hạn trong tất cả mọi người. Và chương trình này sẽ mang cho bạn 5 giá trị. Thứ nhất, bạn biết cách kiểm soát và làm chủ cảm xúc bản thân của mình trong mọi tình huống. Thứ hai, bạn sẽ trở thành bậc thầy của việc là đọc vị tâm trí và hành vi người khác. Điều này sẽ giúp bạn trở thành bậc thầy của việc giao tiếp, kết nối và gây ảnh hưởng trong cuộc sống, trong công việc. Thứ ba, chương trình này cũng giúp bạn vượt qua dễ dàng tất cả các thách thức khó khăn nảy sinh trong cuộc sống của bạn bằng các cái công cụ quyền năng của NLP. Và khi bạn đã sở hữu được những công cụ đó rồi thì bạn sẽ dễ dàng để giúp người khác đạt được cái kết quả như bạn. Và cuối cùng, nhờ những công cụ của NLP, bạn sẽ thiết kế cuộc đời mình được thịnh vượng như ý muốn. Chào mừng các bạn đến với chương trình NLP Practitioner, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy. Giáo trình nguyên bản và chứng chỉ có giá trị toàn cầu của tổ chức AB NLP Hoa Kỳ. Tôi, Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc AB NLP Hoa Kỳ sẽ trực tiếp huấn luyện và giúp các bạn trở thành những bậc thầy trong tất cả những công cụ mà bạn học được trong khóa học NLP Practitioner này.